Hai chào các bạn nha. Bữa nay mình cùng đưa các bạn đến một ngôi nhà. Ở đây là có anh chị ở đây thì nói chung là đang rất là cần số tiền để chữa trị bệnh tim. Bây giờ gia đình thì đang rất là khó khăn. Ở đây là ấp 4 xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang các bạn. Thì cũng cạnh ngã năm đây. Mình xin phép quay để có thể giúp đỡ cho gia đình thế nào các bạn và các mạnh thường quân xem tiếp video nha. Đây, bây giờ mình đang có mặt tại nhà của anh Thơm và chị Cai các bạn ơi. Ở đây thì ở đây hai bác này là sao với anh cha đó. Cha vợ chồng. Vậy là chú với bác, chú với cô đây là ở trên này. Đây, nhà mình sẽ quay sơ lược về nhà của anh Thơm và chị Ca cho các bạn xem nha. Này, đây là nhà của chị Ca các bạn ơi. Chị Ca thì đang bị bệnh tim và đang được chữa trị trên Sài Gòn rất là nặng. Thì chút xíu như thế nào thì các bạn mình sẽ hỏi thăm gia đình để coi như thế nào nha. Đây là nhà của hai chồng của chị Ca và anh Thơm. Con đi học học giỏi không con? Giỏi. Con tên gì? Tên Phạm Hoàng Lâm. Phạm Hoàng Lâm hả? Người mẹ bệnh vậy là con buồn không? Buồn. Vậy đó hả? Con có hy vọng gì các mạnh thường quân giúp đỡ cho mẹ không? Có. Con muốn làm sao? Con muốn sao con? Con muốn mẹ con hết bệnh. Nhớ mẹ không? Nhớ. Hai anh em gái nha, ở nhà ngoan nha, rồi chừng nào mẹ khỏe rồi mẹ về. Con tên gì? Con tên Quyên. Tên Quyên hả? Con nhiêu tuổi rồi? 3 tuổi. Con nhớ mẹ không? Ừ. Nhớ hả? Mẹ bệnh con buồn không? Con có muốn mẹ hết bệnh để về nhà không? Ừ. Dạ. Mai đi Sài Gòn thăm mẹ nha, chịu không? Dạ. Đấy, hai đứa rất là ngoan các bạn. Giờ cha mẹ thì nói chung khó khăn như thế này, để hai đứa nhỏ ở nhà cho mà cha mẹ chồng giữ các bạn. Tối hai đứa ngủ đâu con? Ở đây hả? Rồi cha mẹ ngủ bên giường kia hả? Thôi gán đi nha con, vài bữa nữa mẹ mổ xong mẹ về. Hai chào các bạn nha, thì ở đây là nhà của chị Ca các bạn ơi và anh Thơm. Thì đây là cô với chú là ba mẹ của cha mẹ chồng. Mẹ chồng. Thì ở đây mình sinh sống bằng nghề gì cô? Nó thì không có ruộng đất đi mà mướn đâu, mà mòn hồ không mà vợ bệnh quá mà vòng vòng đây không dám đi xa nữa. Nhà có ruộng đất gì không cô? Không, nó không có ruộng đất. Không, không. Vậy đó hả? Thì bữa nay con nghe anh An nói là gia đình khó khăn gì đó là cũng như là bị nhàn có bệnh tim phải không? Là chị bị bệnh tim được rồi hết 70 triệu rồi mỗi tháng tao thấy có 4 triệu gì đó. Rồi giờ người ta kêu mổ hai cái gắn hai máy gì bơ, cái 40 hai cái 80 nữa. Dạ. Rồi nó có tiền rồi đi hỏi này kia, còn người này người kia cho mượn chút đỉnh nữa rồi dai hỏi thêm. Thì bữa nay là đúng ngày hẹn của bác sĩ. Hai giờ các bạn nha. Thì ở đây thì mình tìm hiểu gia đình của chị Ca ở đây, xem có thể giúp đỡ gì cho gia đình của chị Ca trong lúc khó khăn thế này.
Thì gia đình mình có thông tin gì ở trên bệnh viện, ta nói gì sao cô? Bệnh viện đó đi khám được rồi đó, thì ta kêu về lo tiền đi gắn hai cái máy, cái 40, hai cái 80. Vậy đó hả? Ta thủ 100 triệu đi, rồi qua tùm lum hết trơn, rồi người này người kia với dai hỏi đó, rồi được chút đỉnh rồi đi lên trển. Mà bữa nay đúng hẹn nè, không có tiền phải đi. Dạ. Thì đúng hẹn là mình lên trển để đặt hai cái máy đặt đó. Đặt hai cái máy đi, bữa nay đúng hẹn đi mới đi hôm đó. Dạ. Đặt hai cái máy mỗi cái là 40 triệu. Còn nhà nước bác sĩ hôm đó cũng đưa giấy về kêu nhà hảo tâm với xã ấp đồ hỗ trợ tiếp. Dạ. Rồi cái bệnh này là lâu chưa? Nó bệnh phát bệnh hôm tháng 5 rồi, bác sĩ nói còn tiêm nó có dư 2 con dây, tháng 5 là đi đốt mỗi một cộng là hết 40 triệu. 40 triệu rồi đi khám mỗi tháng 4 triệu, 4 triệu là từ tháng 5 tới bây giờ. Bây giờ cho nên nước chai phải đi đặt hai cái máy được, không phải đặt hai cái máy nữa thì phải nó mệt hoài. Dạ. Yeah. Là có giấy đi khám đầy đủ hết trơn, đem về hết trơn rồi. Dạ. Yeah. Vậy ở đây thì con cũng không có điều kiện để lên Sài Gòn để qua trực tiếp. Tại vì con cũng mới nghe nàng nói hồi hôm qua thôi. Thì bữa nay vô để xem như thế nào thì thấy gia đình này nói chung là cũng khó khăn các bạn ơi. Thì gia đình này chỉ có chồng là làm hồ thôi. Vợ thì bệnh tim không có làm gì được các bạn. Rồi cái này là hai đứa nhỏ. Gì đó hả? Cháu lớn này mấy tuổi cô? Này học lớp 5, 12 tuổi năm. 12 tuổi. Rồi cháu này đi học mẫu giáo chưa? Chưa, mà qua năm tới tuổi. Vậy đó hả? Bây giờ con không dám đi bằng xa, nó vợ mệt rồi, không dám đi bằng xa nữa. Dạ. Năm rồi thì mệt ít thì đi bằng xa được, bây giờ mình vòng vòng đây con không dám đi xa, bữa nó mệt bất tử thì không ai. Đúng rồi, bên tim thì đâu có làm. Bây giờ đi bằng vòng vòng đây không à. Dạ. Thì bây giờ là đã trả anh mổ chưa cô? Nó mới đi là mới đi là sáng, mới tới sáng này là mới điện thì người ta đang vô phòng cũng như thử máu và xét nghiệm lại. Dạ. Chứ chưa hẹn bữa nào mổ. Thì chưa chiều rồi mới biết. Bây giờ mới lên nó là mới vô phòng à. Vậy là chi phí điều trị chắc cũng rất là cao à, tại vì nếu mà nói là đặt cái đó, mua hai cái đó đặt vô là nó sẽ không có thanh bảo hiểm đâu. Thanh bảo hiểm thì nó cho hay đó, miễn là có tiền rồi đặt. Cái chi phí mổ thì nó mới thanh bảo hiểm chứ. Thì đặt hai cái đó thủ nhà nước tiêu thủ nó đó 80 chứ cỡ 100 lấy lên đó vì nhà nước cho hay vậy đó, tại vì tiền bác sĩ bác sĩ cho hay là đúng rồi, tiền thuốc là riêng nữa, tại vì đặt cái đó đó là nó là thiết bị rồi, thiết bị là nó không có giảm tiền được. Đặt hai cái máy 80 đến cái 40 đó là nhà nước cho hay rồi đó, còn cái kia là chưa biết nhiều chưa biết. Dạ. Điện nó nãy thì là đang vô phòng khám đó, chưa biết bị khám một hồi chứ chưa, tao mới cho hay ngày nào mổ trước. Dạ. Chưa có biết. Có một là giờ không có ruộng đất gì, chỉ có cái nhà vậy. Không có cái nhà. Dạ. Mấy năm trước thì mình sợ rồi mệt bệnh rồi về nghỉ thì chồng đi làm hồi vòng vòng đây không mà nghỉ. Chị bao nhiêu tuổi rồi cô? Nó có 36 tuổi. 36 tuổi. Hay mình xin nhắc lại đây là nhà của chị Ca, anh Thơm. Ở đây là ba mẹ của chị Ca và anh Thơm. Đây là bên góc bên chồng. Ủa chị là góc ở đâu cô? Ở bên Đức Bà. Đức Bà bên đó. Đức Bà. Chà lòng chặt bên đó. Dạ. Đây đang rất là cần số tiền. Bên cũng... nó cũng nghèo muốn chết đó. Luôn. Dạ. Con bà giờ ruột cũng nghèo thấy mờ luôn. Dạ. Vậy là ở đây thì cũng có hộ nghèo luôn. Cũng là hộ nghèo. Cũng có hộ nghèo. Dạ. Ở đây thì nói chung là mình không có quay trực tiếp được cái phần là chị Ca ở đây, nhưng gia đình thì đang rất là khó khăn các bạn, tại là đang là chuẩn bị lên ca mổ nhưng mà không có tiền các bạn ơi, cho nên cần sự trợ giúp của các mạnh thường quân. Hy vọng các mạnh thường quân gần xa trong và ngoài nước cùng chung tay giúp đỡ cho gia đình của chị Ca của ích lòng nhiều. Tại vì nói chung là tiền thì nói chung là làm hồ mà mỗi một tháng, lúc đầu chưa có dự định đặt máy thì mỗi một tháng là phải chi phí 4 triệu một tháng. Còn bây giờ thì phải bắt buộc phải đặt máy. Máy đó để là trợ nhịp tim đập chính diện các bạn. Tại vì thì nhịp tim mà không đập thì đương nhiên là nó hay là đập yếu, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, là nó hay bị xỉu này kia các bạn. Thì cho nên là bây giờ là phải bắt buộc phải đặt hai cái máy thì 80 triệu. Tiền những cái tiền khác là chưa có tính nữa. Đó.
hy vọng mọi người sẽ cùng chung tay của ít lòng nhiều để giúp đỡ cho gia đình của chị Ca ở đây. Chị Ca hiện mới có 36 tuổi thì các bạn cũng còn rất là trẻ. Gia đình thì có hai cháu ở đây. Ở đây là ấp 4, xã Thượng Hòa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang các bạn. Alo. À, mà ở trên chảnh mình thiếu tiền là bao nhiêu chị? Cũng như là em 80 triệu mà em ông anh em không cho mượn mất 3-4 triệu à. Còn không mượn rồi này kia em hỏi về bên em hỏi hết 30-40 triệu nữa. Để em mệt tới mệt lui hoài vậy đó, rồi bác sĩ Yến Phương bả cái điện có kêu em lên mệt chị lên. Yeah, bà, phẩm làm giấy tài trợ về cho em trên tháng mà em chưa được tháng mà tại em mệt hoài. Mà bây giờ là bác sĩ là kêu lên mổ luôn hay sao? Lên làm một tuần trong một tuần cũng như bữa nay là chừng ngày mai là mốt chị bảo thứ tư thứ năm chị mổ. Vậy đó hả? Dạ. Rồi dạ đông quá trời đông hỏi người ta nạt không mà em giúp văn nữa rồi em hỏi em chưa dám hỏi nữa còn bữa trong giấy làm chuyện luôn rồi. Rồi bác sĩ á. Bác sĩ người ta nói là tổng chi phí hết tổng cộng luôn á là khoảng bao nhiêu tiền? Chưa tính nữa hả? Chi phí. Dạ. Tại vì em đặt hai máy em đốt. Thì nói chung á là hoàn cảnh của chị thì thấy cũng ấy, nhưng mà có cái biết sao không, tại vì em ở đây là vận động thì nói chung là ăn thua các mạnh thường quân thôi, là giúp đỡ chị được bao nhiêu thì giúp ha. Rồi dạ cũng như là mình không có biết trước là được bao nhiêu tiền á, thì ăn thua là mạnh thường quân, với phần á là em không quay được chị ở đây nè, cho nên là cũng khó lòng, thì chỉ quay ở nhà của chị này kia thôi. À, thì hy vọng các mạnh thường quân thấy thì người ta thông cảm, thì khó khăn thì người ta giúp đỡ cho gia đình được mới nào đỡ mới đó ha. Dạ dạ anh ấy anh nhiêu cảm ơn, có lòng nhiêu cũng được ấy, em cảm ơn anh nhiều. À dạ cái này em đi hỏi không mà không có tiền hỏi mà. Bên em cũng quay rồi anh ấy một chút em có ấy thì em gỡ mấy tấm hình em chụp để em gỡ qua bên Zalo anh. À, có chụp máy ngang giùm anh nha. Ồ giùm em nha, em nhỏ tuổi. Dạ. Thì có gì chị kêu chụp hình ngang giùm em á, có gì em giúp đỡ giùm cho, mà nếu mà được gì thì ấy. Dạ. Thì ở đây thì em cũng có số tiền của em, cũng em cũng mới giới thiệu nói, cũng chưa có nói với ai, thì nói chung là nói với em thì em nó gửi cho 200 ngàn, thì em ở đây em cũng gửi cho chị 300 của ít lòng nhiều, thì hy vọng cũng có nhiều người thì góp gió thành bão, dạng như mình có ít thì mình giúp ít, có nhiều giúp nhiều á, thì chút xíu em sẽ gửi ở đây cho mà hai bác 500, có gì nữa kêu chuyển lên cho chị ha. Dạ, ấy em cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ. Tại ngày mai mốt bà chị dâu em bắt lên em mổ rồi bả lên đó. Thì cũng có nhiều cái trường hợp mà cũng như chị vậy nè, khó giúp lắm, tại vì không có quay được chị ở đây á, thì mạnh thường quân cũng khó mà khó lòng giúp, thì ở đây thì em cũng nói trước, thì ai giúp được thì giúp, đó là cái duyên thôi ha. Dạ. Tại vì thấy chị bệnh tim thì nó khác à, nó khác với người ta, cái trường hợp nó nặng hơn thì đương nhiên nó cấp bách hơn, thì đương nhiên là em cũng phải đi vô quay đó, thì còn cái chuyện cái duyên thì ai giúp được thì giúp, hy vọng thì cũng có nhiều người thì chung tay giúp được cho chị, nếu mà được hết cái số tiền đó thì càng tốt. Dạ. Rồi gì khỏe chị ơi, có gì nữa gửi hình qua cho em nha. Dạ, rồi, cảm ơn. Rồi. Rồi vậy hả chị? Dạ. Đây, đây. Hai, chào các bạn nha. Thì qua đây thì hồi nãy mình cũng đã trò chuyện với chị Ca. Thì chị cũng đang
giọng nói thì cũng còn đang rất là khỏe, nhưng đôi lúc cũng xỉu là do bệnh tim, thì các bạn biết phải đặt hai cái máy trợ tim ở trong cơ thể các bạn, là phải tốn 80 triệu và rất là nhiều cái chi phí, viện phí, tiền thuốc men chưa tính ha, tiền ăn xài nữa là chắc phải từ 100 triệu trở lên đó các bạn. Thì nói chung là mình rất là hy vọng nếu mà được cái con số đó thì nói chung là giúp đỡ cho chị Ca ở đây thì mình rất là mừng, rất cảm ơn các mạnh thường quân. Đây thì nhà cửa nói chung là nhà không có gì hết các bạn ơi, thì cũng ấy mình sẽ quay nhà cho các bạn xem nhà cửa như thế này. Gia đình thì nói chung là rất là khó khăn, hy vọng sẽ có các mạnh thường quân tiếp tục giúp đỡ cho chị Ca qua hình ảnh trên đây. Mình sẽ để cái số điện thoại và số tài khoản trên video. Thì hy vọng các mạnh thường quân nào chuyển khoản thì nhớ để họ tên và địa chỉ các bạn, để địa chỉ, họ tên địa chỉ để mình tiện lên danh sách, để mình lên danh sách cho nó rõ ràng, để cho các mạnh thường quân biết là của ai, bao nhiêu tiền giúp đỡ cho chị Ca ở đây và các hộ khác cũng vậy. Cảm ơn các mạnh quân rất nhiều. Đây thì cũng ít lòng nhiều con gửi cho mà chị. Thì nữa nếu mà có ai mà giúp đỡ tiếp đó, thì con sẽ trao tiếp cho gia đình thêm. Dạ. Đây thì tấm lòng thôi, của ít lần nhiều, của em ngoạn bán cua ở ngã năm gửi 200, con thì chỉ gửi được 300 cho gia đình. Đây, bây giờ clip thăm nhà của chị Ca ở đây và kêu gọi để ủng hộ giúp đỡ cho chị qua cái hoàn cảnh khó khăn này, thì hy vọng mọi người cùng chung tay ha. Giờ clip đến đây kết thúc. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trên kênh Ngân Năm TV trong những clip mới của kênh nha, để giúp đỡ những cái hộ nghèo và những người già neo đơn khác. Bây giờ bye bye, nhớ chia sẻ mạnh để giúp đỡ chị Ca nha các bạn ơi. Bye bye nha. Thôi con về luôn nha con, vô về luôn chú ơi. Đây, về ngoài luôn anh An ơi, tại còn đi qua anh kia chào cái nữa. Rồi. Rồi.